kêu là ba bốn đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá, nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm, mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ, nên là đặc biệt có cảm tình với ảnh luôn lúc đó. Có lần em mệt quá, anh hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tự giới thiệu, em là Mai Văn Huy, 29 tuổi, hiện đang làm bảo trì cho một công ty. Em đến từ Đồng Nai. Thế còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. Cũng ở Đồng Nai. Dạ em vợ của anh nên em về Đồng Nai ở luôn. Hai chồng từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Rồi hai em là lần đầu tiên gặp gỡ là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong cái đám cưới của một người bạn á. Ảnh là bạn của chú rể, còn em là bạn của cô dâu. Hai tụi em là đi bưng quả, ảnh lại phụ rể. Em nhìn qua thì thấy ảnh cũng đẹp trai. Trai đúng không? Dạ. Mà ảnh cũng lịch sự lắm, ít nói, con trai ít nói thì em thích. Thế còn Huy thì Huy có đĩa cô này không? Dạ nói chung là mới đầu thì cũng có ấn tượng. Em ngó sang một bên thì thấy cô nào cũng xinh hết. Nhưng thấy riêng cô này thì mặt đỏ ke. Đánh má hồng bị lố hay dạ, sao? Không, uống chắc uống cao thủ á. Định nổi đó. Thế là em mới xách bia qua mời. Thì mời được có một ly à, mà bị quất lại hai ly luôn. Thế là em choáng quá, chạy về luôn. Đổ mạnh. Cho cái máy đến tận gần lúc về mới dám qua xin số. Mới xin về bàn thôi mà ba cái thằng nó bu lại. Nó xin. Mày có cho không? Dạ, có cho. Bạn đi 6 tháng sau, ảnh mới nhắn tin cho em là do sĩ diện. Kêu là 6 tháng luôn hả? Dạ, kêu là ba bốn đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Sao mà phải đợi tới 6 tháng sau? Dạ nói chung là em cũng tải Zalo về á, có số trong đó sẵn rồi nên nó tự trend vô. Thế là em thấy cô này quen quen, thế là em mới gửi một cái sticker hello. Ai ngờ chắc đang on, gửi lại luôn. Thế là nhắn qua nhắn lại chắc hơn một tháng á. Thì hôm đó là 30/4, cô ấy xuống dưới Đồng Nai chơi. Cái là em ghé nhà ảnh, tổ chức ăn uống ở nhà ảnh á. Xong bọn mấy đứa cao hứng dắt nhau đi Vũng Tàu. Ổng chạy ghê lắm chị ơi, em ngồi sau mà về là em ngồi sau là em khiếp luôn. Là cái cố là... tình để em ôm chặt á. Có gì không? Dạ không. Không gì, kia... thôi đừng chối ông ơi. Em... Cái chiêu của mấy ông là tôi biết hết trơn. Hoặc là phóng nhanh hoặc là chui ổ gà. Cái là em cứ đòi về, cái ảnh hứa là thôi thôi em cứ ngồi đi, anh chạy chậm lại. Cái rồi rảnh lắm đi xuống Vũng Tàu, đánh một vòng cái đi về vậy á. Vậy đó, ừ, đi về. Yêu nhau là chỉ cần ngồi xe vậy thôi mà. Nhưng mà đi với một đám bạn luôn chị. Thì chính vì đi đám bạn mới vậy đó. Chứ nếu đi mình là ở lại Vũng Tàu rồi. Trời đất ơi, đúng không? Điên. Cái đi về, cái ghé vô một cái quán bánh canh á, cả đám ngồi ăn. Thì em cũng nói là, thôi cái chầu này để em trả đi. Tại vì nguyên ngày nay em ăn free rồi, thôi cho em trả đi, em ngại quá. Cái mấy anh bạn thôi đừng để đó tụi anh trả cho. Anh này rút bắp liền, trả liền, ngăn liền. Dạ anh Huy trả xong rồi đó. Em mới con trai thì nói gì làm luôn đi. Em nghĩ anh này cũng có cái tốt, cũng cái bắt đầu cũng có cảm tình. Lý do đó là nhờ cái quán bánh canh đúng rồi. Kể từ cái chầu bánh canh đó cho đến lúc yêu nhau đó, lúc mà chính thức yêu nhau đó là bao lâu? Dạ thì khoảng hơn một tháng sau, trúng cái sinh nhật của em. Nghe là anh kêu thôi anh lên chơi, tổ chức sinh nhật cho em. Thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi với công ty, anh chị cũng tổ chức cho em. Cái là uống cũng hơi say say. Cái anh này lái xe từ dưới Đồng Nai lên á, đợi em ở ngay nhà trọ. Em về là trong cái trạng thái là xỉn em rồi. Dạ say rồi. Trời cái ơi. Em đi lên mà em nhìn anh này không có rõ nữa em. Rồi lúc đó cái cảm giác em sao? Dạ em nhìn thấy trời ơi, mặt cũng đỏ ke như hồi mới gặp. Dạ, thế là em chiều lên phòng trọ mà trên lầu 2 lận. Có làm gì không?
Dạ không. Em xem nó để ta từ từ. Không, lên đó thì em chỉ nói là anh ơi em mệt quá. Cái là em ngủ thôi. Ngủ một giấc từ 12 giờ tới 5 giờ luôn. Để em ngồi đợi vậy đó. Lúc lại dậy phải chắc đi ói nữa. Có hốt ói không? Dạ có. Đó. Thấy chưa? Lên mà hốt mâm luôn. 5 giờ chiều hôm đó thì em cũng ráng em dậy. Tại em cũng ngại. Mà em cũng có hẹn bạn chơi nữa. Xong tối hôm đó dắt anh này chung với cái đám bạn của em. Có nhậu nữa không? Em nhậu không nổi nữa, mấy bạn vẫn uống. Anh này uống. Cái là tới 11 giờ khuya, cái là anh chở em về phòng trọ, cái ảnh về lại Đồng Nai. Chị muốn hỏi em nè, cái cảm giác của em khi mà em thấy vợ em mà uống dữ dằn vậy đó, rồi ói mửa vậy đó, em có cảm giác là em muốn dừng lại không? Dạ, cũng cái lúc có đó, em nhìn thấy con gái xong mà ấy quá, quá lố ấy. Uống đồ dữ quá, nói chung về cũng nành nản. Là bữa đó là anh về anh muốn bỏ cuộc rồi. Ừ. Cái hai đứa cứ nhắn qua hỏi thăm, nhưng mà hồi hai đứa nói chuyện nó cũng hợp nhau á chị. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với anh luôn lúc đó. Cái thời gian tụi em yêu nhau thì yêu xa mà một tháng thì gặp nhau có 2 lần. Cũng có nhiều lòng mình tuổi thân. Thấy người ta chở người yêu đi rồi tặng hoa rồi các kiểu, mà sao mình Đồng Nai với Sài Gòn cũng đâu có xa lắm đâu chị. Nhiều khi em nghĩ là có khi nào mình đi làm về á, cái 8 tháng 3 cái ổng đứng đâu trước ngõ nhà mình rồi. Cái ổng một bó hoa, ổng chờ mình ở đó. Trời ơi, Hạnh nghĩ vậy thôi. Có khi nào ổng vậy không? Cứ chờ. Ai ngờ về nhà không có gì hết. Cái lên gọi điện cho ảnh. Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ảnh kêu, ngày gì vậy em? Ngày gì mà anh thấy bán hoa quá trời luôn. Mình nghe mình thấy bực bội trong người. Cái là em sạc cho một trận. Em khóc sầm lên. Cái là sau đó là mới rút kinh nghiệm là lãng mạn hơn chút xíu. Rồi yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ tụi em quen nhau chắc được hơn 1 năm ấy. Rồi hai đứa thấy cũng hợp. Rồi lén lén rủ nhau đi chụp hình cưới. Giả đò đi chụp hình cưới thôi mà về cưới luôn vậy đó. Vậy là em chưa kịp đỡ tay rồi hình cưới có rồi đó, bây giờ là cưới thôi. Cưới luôn? À, dạ. Rồi cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á. Đã vậy còn hả, đi chân không, quần thì sắn ống cao ống thấp. Trời thì mưa, đi chân không lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi. Cái xong say leo giường ngủ. Trời ơi em lên em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á. Khiếp gì đâu á. Đêm tân hôn là thảm hại lắm. Cũng chèo queo tới sáng luôn. Vậy à. Rồi cưới nhau về thì anh ấy có nhiều cái tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là ngủ bất chấp á anh. Thứ nhất là nhậu về là không bao giờ tắm. Bay lên giường là ngủ luôn. Từ lúc em về là em phải tống vô nhà tắm, em khóa cửa lại. Rồi trong đó làm gì làm, bước ra cho em lại thơm tho, em mới cho lên ngủ. Tiếp đi. Rồi ảnh hả là ngủ bất chấp. Ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ ở cầu thang, ngủ ở ghế, ngủ ở dưới đất, ngủ ở đâu cũng ngủ được. Trời đất ơi, cơn ngủ đâu mà ngủ tới làm vậy? Ảnh có cái nữa là không bao giờ giặt đồ. Hồi xưa, nói chung là hồi xưa trước giờ là không có giặt đồ, mẹ giặt. Nấu ăn nè, rửa chén thì chịu, nhưng mà mỗi lần mà kêu anh ơi anh vô giặt đồ đi. Không, anh không thích giặt đồ. Có lần em mệt quá anh, hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Ủa nhưng mà là giặt tay hay là giặt máy? Dạ hiện tại tại có 2 vợ chồng với mẹ không có nhiều đồ nên em giặt tay giặt thôi. Tay thôi có con thì hãy mua máy giặt. Có nghĩa là em bệnh ha em? Thôi đồ để mai giặt. Em nói đi, bây giờ tới em đó, em nói đi, nãy giờ thấy em cười không à? Vợ em thì được cái là rất là nhát nấu ăn. Đó, thấy chưa? Lười không nấu ăn. Đâu em. Bên đây lười giặt đồ, bên đây lười nấu ăn, ta phải có qua có lợi chứ. Lười ăn nữa cơ. Lười ăn luôn. Dạ, lười ăn nên gầy. Ừ. Dạ. Rồi có cái tật là hay cào cấu ấy. Cào cấu trong lúc nào? Nói chung là nó có nhiều lúc không nghe, có những lúc cào cấu ta thích lắm á. Nó cào cấu trong lúc nào? Bằng đêm hay bằng ngày? Nói chung là mọi lúc mọi nơi á. Ngó. Lúc nào cũng cào cấu luôn á. Bực bực nói gì đó, bực bực là cấu nhéo không à? Em có bao giờ mà bị thương chưa? Dạ có. Có chảy máu luôn á. Trời ơi. Rồi còn gì nữa? Dạ ngủ thì hay kiểu như là vắt chân vắt cẳng lung tung á, xoay lung tung hết. Nhiều khi ngủ thấy
khó khó thở ấy. Mở mắt ra thấy mình cái giò. À, thường xuyên không? Dạ cũng hay lắm ạ. Ừ, tự nhiên đang ngủ tự nhiên thấy núi đè. Rồi còn gì nữa? Dạ có còn là hay kiểu như là mua đồ ấy ạ. Mua đồ nói chung là không kiểm soát được. Dạ, thích gì là mua đấy. Là một nhà luôn. Giày dép là hai kệ, để không hết. Quần áo cũng thế. Dạ đến khi mà đi đám tiệc hay cái gì đó cũng kêu là em không có đồ để mặc. Tiệm shopping. Bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? Nói chung là nấu ăn thì em nấu cũng được. Em chỉ mong sao mà ăn nhiều một chút. Với cái vấn đề chi tiêu á thì mình cũng biết hạn chế một chút. Cái gì cần thì mua. Có kế hoạch đó. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong Bin vẫn giữ mãi như bây giờ. Tới hồi mà có con á thì mình phụ qua phụ lại, như giặt đồ mình không thích thiệt, nhưng mà sau này vợ làm cái này thì chồng làm cái kia, ảnh phụ em cái việc trong cái việc chăm sóc con nữa. Mà tiền ai giữ nè? Dạ tiền thì cứ tới lương là ảnh chuyển hết qua tài khoản em. Thì gì chuyện rồi. Trời ơi đó, bởi vậy tại sao hỏi câu cuối cùng là chết chốt hạ cái chỗ đó đó. Đúng là phải có cái kế hoạch chi tiêu, hiểu không? Yeah. Đã nghĩ tới chuyện có em bé rồi mà không có kế hoạch chi tiêu là chết. Mai mốt còn đồ em bé nữa, ghiền lắm luôn, thiệt. Nhưng phải có kế hoạch, em hiểu không? Thôi chúc cho hai vợ chồng em luôn vui vẻ, thuận thảo nghe. Và mau chóng có em bé. Dạ, yeah, em cảm ơn anh chị nhiều. Rồi, cảm ơn tụi em. Dạ. Nhắn nguyên một tuần vậy đó, sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cành trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xăm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng qua... Xí xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần hỏi mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ dạ. Ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng. Đừng rồi. Nhưng mà thật chất là chưa gặp nhau bây giờ. Chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin phong long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. Tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Không, đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con bướm bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần.
Xong nó cao 1m6 luôn. Nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đây. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em. Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi trời, em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá, em cất ngũ bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao lúc em kêu. Trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì cái đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, tội nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu, nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngũ lan chuyên nghiệp. Ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 dạ. năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... Mẹ đánh ảnh luôn á chứ tao giỡn hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ ở đó. Anh hỏi nè. Trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nữa? Em hỏi thẳng em đừng sợ có, em chứ. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi? Nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ. Cành trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Em ơi em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hôn má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ hôn môi. Hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu. Lần sau hung là mất dép luôn không biết. Là hiểu hả? Ở quê gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lan chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á. Nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là đúng rồi. Tới sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận anh lắm, em đòi chia tay á chứ xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì
Anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn cái gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu có tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ có. Nhưng dữ sao? Luôn. Tới em đó, khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt, rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng tại con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ, em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Dạ. Nhường qua nhường lại cặp chút xíu. Cặp này quá thôi. Đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của em. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Suốt quãng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, xin chào chị Hồng Trang và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh, năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung dạ. Nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Dạ. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang. Vợ em là ở Bình Dương. Thì dạ. Tết đó anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có một cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời. Lúc đó cái tướng ông thấy ghét lắm anh. Bận quần tà lõn lửng lửng nè. Rồi cái áo phông mỏng mỏng. Rồi mang đôi dép lào của mấy ông già hay mang á. Rồi mặt thì đeo mắt kiến mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hách dịch cũng không thích xíu nào hết đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt chưa á chị. Cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã em mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì bữa đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa. Cái vợ em nó chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rước nó chạy đi.
Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên ông đem thẳng cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Ờ vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu dạ. nhau là bao nhiêu lâu? Dạ từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em á, hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Ừ. Sao? Em có bà thiếm cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó này đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Chị ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Có 24.000 chị. Suốt quãng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất cá luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không? Mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là 1 tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên. Trời đất ơi. 48 nhân đôi là nhiêu? 96.000 mà nhân lên 5 tháng. Trời chưa tới 500.000. Chưa tới 500.000. Trời ơi, chị mình đỡ hao vậy trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Em ghen giọng hả? Bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên đó là tới 25 tuổi luôn là em không quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa câu trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây này không nhớ nhớ ai vậy. Là em cứ mà ổng hay chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng hay hát ra bờ sông anh hẹn với em mà chẳng hẹn ra cái bài hát hoài. Không nữa. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ đúng rồi, hát câu nghe coi coi hát câu. Dạ, em hát ở đây đi, yên tâm bà không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghiêng được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt lý liếc nhìn giận. Em hồi nãy em có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn rằng là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm là ăn trên chân luôn. Dạ thì cũng nói có, chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đếm hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng chụp, có phan nhau trái được. Rồi bây giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi?
Dạ, em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm, em dạ. Tụi em làm mấy bé rồi? Dạ, 2 bé rồi. Mà bắt đầu có tính xấu lòi ra đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhiều không em? Dạ, trong mắt em thì chắc nó không nhiều, nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi, khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á, là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với 2 đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là 2 đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em, tại sao tháng này bị thăm tiền? Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói, thì đó 2 đứa con bệnh hoại em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà ảnh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó, không hề nói với nhau tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói, lúc đó y như là mình chán từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết, anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc rồi theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, 2 con mắt ổng đỏ như 2 trái gốc vậy. Mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị, em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Và chuyện đã xảy ra lâu rồi. Dạ. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em bu theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả ông? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có tật xấu gì không? Cô ấy thì tật xấu là hay khóc. Với lại con cái em thích là tối ngủ cứ bắt em không ôm được. Nó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mịn quen rồi đó. À. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Có nhiều. Ủa là mấy năm luôn, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn dạ. Không? Dạ. Rồi còn gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói để em xúc em làm này xíu làm kia xíu. Em không thích vậy. Cái thôi mình làm luôn, bực mình cự lộn hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho làm em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có. Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? xong rồi thôi, đúng không? Xong rồi thành ai ngủ, đúng không? Rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, nó làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Cái đó là đúng đó, cái đó là đúng à. Nha, cái đó là quan chị, trọng chị lắm đó. Chị biết không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần đó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng, thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ xa nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà phải bỏ cái sau, phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em không? Phải nói ra rơm rơm nước em, đừng có để ở trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không nè? Trung,
Dạ. Đó, vợ xinh đó, đó cũng hành động đó, nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Ủa, tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Dạ. Nói rồi bây giờ hôn cái đi. Đó, hôn cái đi rồi không dòm tôi nữa nè. Tôi thấy cái đó. Gì hết trơn nè, tôi thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha. Mình nói chuyện không à, mà anh không có nói chuyện. Anh cứ mắt anh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Rồi anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu. Thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu. Mà anh này hả, ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực, năm nay em 30 tuổi. Tại em đang làm nhân viên quản trị mạng, em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên, em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp 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 thì ghét lắm, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có hèm để ý ông này đâu. Anh này thì nhắn tin thì em cứ kệ, hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm. Không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là như thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy, đi uống nước nha. Thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng ý lâu lắm rồi cơm. Dạ đúng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện, ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Rồi anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, giống như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Là cho nên là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng rồi. Sau rồi mình nói ông này vậy là không được rồi, thôi giả bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng Trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Wow. Okay.
sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng rồi. Ủa, quá. Em Thuận xem té vậy bộ đồng cảm hả? Không phải, đồng cảm, đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó, thấy chưa? Sau này giờ em mới nói là em là thích trâu già, thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ, em bé đó, em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hả? Ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ, ở riêng. Hai tụi em đang để ở riêng với nhau. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội, bà ngoại không? Hồi lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa. Nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng, xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi. Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết. Tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Dễ thương. Trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em mới nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á. Thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á, là em đi chơi với vợ em á, là vợ em về là không có tắm. Về là chỉ sức miếng nước hoa sau em lên em chở đi chơi thôi. Mà lên em cứ này nọ rồi đó. Nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu xong anh thơm quá. Em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị, sau rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm, mà cái đó thì em đáng lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa á hả ông trực hả ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm. Mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông trực nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm nha, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ, tại như em nói đó. Dạ. Múp mẩm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá, từ khi lấy vợ về là em lên 10 kg. Là dạ. Vợ em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh đó hả, từ ngày anh cưới em anh đi vô công ty mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá không thấy cái cổ nữa đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em mang bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. Có cái lúc mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà. Tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn thôi. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc có lẽ đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu có ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu? Đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi, tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà rặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở. Kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh ấy nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ
cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to, cân nặng cũng to nữa, cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lò. Cho nên là kêu đẻ mổ, mà do là em ăn nhiều quá, đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết, mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn, ảnh nhìn cái xe coi trời ơi có chạy ở đâu không, về cái là thà vô lao cái xe, lao cái xe. Nói chung là hả, dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên, dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi đi, chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Xe kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ, xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả, tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Dạ, vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn. Đó. Đi thôi. Bên này thì không mong muốn thay đổi điều gì, bên này kia. Gia đình này là quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mặt chồng á thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Dạ. Biết chúc tụi em hạnh phúc mà thôi. Dạ cảm ơn. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau, ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho anh ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ, có em bé. Có em bé hả? Wow. Dạ, em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ổng thằng này. Quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại học quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra vợ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có một thằng nào chạy tẩn lại. À nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á. Rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Của mình cũng thấy cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền, đúng không? Bạn đúng đẹp không? Quá trời mà. Nói chung cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận đứa cà phê xít rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu, không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin. Cái ảnh cho số điện thoại. Thế nay chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau, ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì
trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn chạy đi. Trốn chạy. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồi Xuân Hương, mà bữa đó mưa lốc phớt nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali, ông sợ đi tới, kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn, qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là hai lên đây có hai mình thôi quen anh đi. Cái mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi, chứ thấy ông này khoái mồ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi, đúng không? Anh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ôi vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài, cái mấy đứa nhỏ mới nói, cô Hiền, chú Khoa, cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. À. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra. Nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em ảnh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. À em, dạ, em đồng ý lấy. Dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi coi. Mọi người có muốn coi anh cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi. Dạ, hả? Rồi. Quỳ coi. Quỳ. Quỳ vậy đó. Dạ quỳ vậy đó anh. À, tặng vậy thôi đó anh. Thôi đi, trả qua lại. Rồi quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau thì đêm động phòng vui không? Dạ đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp rồi thôi cho mình ngủ luôn đi. Ủa nhưng mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ tại vì em là có đám hỏi nữa. À. À, trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt rồi đi Đà Nẵng. À. Rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng. Nhưng mà bút phòng 2 giường xong. À. Rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường không biết. Ứng chứng rồi gì. Dạ, ứng chứng rồi. Sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh, là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt. Mà anh mò qua em mò qua sao? Em mò qua em biết không? Chứ là mở đầu là ngủ chung. À. Rồi sau từ từ mới tính ABCD tới giáp. À từ A tới F. Đúng không? À. Cái sau khi cưới có chuyện, cái câu chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới lúc nào cũng ghen cho em là ghen chúa luôn á. Tôi nhận mà thì lúc trước khi cưới á thì cứ lâu lâu chừng 2-3 ngày á là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu. Thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau, anh nghĩ đi, 5 giờ sáng, bảo tiên, 12 giờ khuya, bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Phải làm lòng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi. Tiên trong, là con nào? Tại vì dạ. Trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Giờ ác ôn không mà. Dạ, thì em nói là tổng đài, nhắn thôi. Cái giờ thì cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mua đi con. Anh thử mà không bỏ dấu con nữa là sao? Bao tiền? Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ tính xấu thì nhiều lắm anh, nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà anh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ông chiều xong rồi ông quay ngược lại, ông nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Chứ lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Ảnh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi, thì ngủ sai rồi thôi kệ không sao. Rồi cái sau này đó, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ông kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á, em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày. Ngồi ghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Ra... mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói nhưng mà cũng thật ra là
chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như lần nãy đó, tại em chiều dở quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng muốn sai, phải sai mà là... Có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ, không dám nói cái chữ làm biến đúng không? Dạ. Giống như bục vị hổng thiên á, thì chung là em cũng nhìn xa, cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên, nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe, còn còn em nói thì vợ em không không nghe, nghe. Không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ? Tiền thì anh của anh giữ, của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á, là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á, thì tất cả tất tần tật các chi phí á, là nhà chồng sẽ lo, sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu, hình như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền, ghét, không đóng. Nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh, bực bội lắm anh. Tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đóng. Sốc đúng không? Dạ, sốc lắm. Nó thì em nghĩ là vậy, gì làm thêm thì ra tiền, thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình. Bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình, thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình, chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có. Sẵn đà nói luôn, mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn là em muốn, nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được. Tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không, thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn, thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu, lắng nghe. Chị nghĩ là vậy nè, cái chuyện mà chồng chiều mình á, cứ để vậy đi. Đừng có nói anh thay đổi. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút xíu, và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cây tùng, cây bách nữa. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, và chúc cho mẹ tròn con vuông. Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi, thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi đã... trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng vụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Em cũng đang sống ở Đồng Nai. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó. Hey, Kuni. Hey, Konnichiwa. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng 1 tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và
mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng đang coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Bây giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm á là vợ em nói là vợ biết coi bói. Và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm lại đó. Xong em mới đưa tay vợ coi em như làm này. Vậy, em kêu, ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó. Chứ không, em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là... Em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là đúng rồi. Mây đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại. Thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật. Rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em học chuyên ngành tiếng Nhật. Rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học. Xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi. Nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe. Cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật, thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật đi luôn, không ngờ là đi trước. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong với vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi. Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Và anh đã... trả lời sao? Anh nói là đối với ảnh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó đúng vui. Chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào. Vào cái đại hội vạch mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình. Đó là vạch mặt nhau. Đó. Bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim. Mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy. Em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ nghĩ tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài. Nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được. Là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ, rồi gì nữa? Dạ, với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lang, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ giờ đừng có mua rau lang, rau muống nha. Hỏi anh không thích ăn đâu.
Nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ổ không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bà cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em dạ cứ tua đi tua lại. Dạ với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha, chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái ra. Trời ơi, ông nhét là chồng á. Mà em đâu có biết đâu. Ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét là chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Là mỗi cái tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình. Chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh, có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5 giờ 10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5 giờ rưỡi anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á là em lúc ở bên Nhật á là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày mà cày chương trình của Nhật hay của Việt Nam? Dạ, cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, biết em ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em kêu chứ chồng ơi đăng ký đi cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao á, thời gian cái cậu mới chịu đi với em vậy. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Cảm ơn em. Rồi, xong. Rồi vậy thì bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi, đừng có nhai là nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biếng nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không? Chồng em có đẹp không? Em có già không? Hay gì ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok. Hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Anh chúc cho hai em sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ em cảm ơn anh chị ạ.